giá heo hơi hôm nay ngày 25 tháng 4, chứng giá tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Giá heo hơi hôm nay, ngày 25 tháng 4 không ghi nhận thay đổi mới. Việc ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi đang được Hà Nội quan tâm triển khai. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, bền vững, thành phố cần có kế sách dài hơi đầu tư tổng thể. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lạng sóng. Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang trong hôm nay. Trong đó, mức giao dịch cao nhất là 56.000 đồng mỗi kg tiếp tục được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Bình và Hà Nội. Theo sau đó là các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ và Tuyên Quang hiện đang giao dịch chung giá 55.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại thu mua ổn định trong khoảng 53.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 55.000 đồng mỗi kg, tiền Bái là 53.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là 53.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 56.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 54.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 53.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 55.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 56.000 đồng mỗi kg. Ninh Bình là 54.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đi ngang. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên hôm nay không chứng kiến thay đổi mới. Hiện tại thương lái tại tỉnh Quảng Bình vẫn duy trì thu mua heo hơi ổn định với giá thấp nhất khu vực là 52.000 đồng mỗi kg. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục neo tại ngưỡng 57.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại giao dịch quanh mốc trung bình là 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên dao động trong khoảng 52.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 54.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 57.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 54.000 đồng mỗi kg. Khánh Hòa là 56.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 56.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắk là 54.000 đồng mỗi kg. Ninh Thuận là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam chững lại. Thị trường heo hơi khu vực phía Nam cũng đứng yên trong ngày đầu tuần. Cụ thể, mức giá cao nhất được chứng kiến tại tỉnh An Giang là 57.000 đồng mỗi kg các địa phương còn lại vẫn giao dịch ổn định quanh mốc trung bình là 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 56.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 56.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 56.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 56.000 đồng mỗi kg. Long An là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 56.000 đồng mỗi kg, An Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 55.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 55.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 55.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 56.000 đồng mỗi kg. Trà Vinh là 56.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 56.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 56.000 đồng mỗi kg. Hiện nay, các trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đều được xây dựng xa khu dân cư, trong đó có 557 trang trại sử dụng công nghệ chuồng kín, 26 trang trại sử dụng công nghệ dây chuyền cho ăn uống tự động, theo báo Kinh tế và Đô thị. Công nghệ cao cũng được ứng dụng trong sản xuất giống vật nuôi. Đến nay, 100% heo giống tại các trang trại là giống heo lai ngoại, 100% trang trại gia cầm nuôi các giống lai có năng suất cao. Ngoài ra, có 857 trang trại ứng dụng mô hình chăn nuôi công nghệ cao trong xử lý môi trường bằng công nghệ các công nghệ tiên tiến. Trong liên kết sản xuất đã hoàn thiện 31 chuỗi tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi giết mổ tiêu thụ sản phẩm. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay đồng loại đứng yên trên toàn quốc. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 52.000 đến 57.000 đồng mỗi kg.